Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Rồi xin chào mọi người nha. Rồi sau ngày sau 3 ngày lễ, trong đó có giỗ tổ và 2 ngày lễ ha. Rồi chúng ta nghỉ ngơi trong dịp lễ và hôm nay trở lại với công việc chính. Rồi chúc mọi người có được công việc tốt và làm việc hiệu quả hơn sau những ngày lễ ha. Moto Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Quý khách hàng anh em theo dõi biết rồi ha. Rồi hôm nay có được cơ hội review một siêu phẩm của nhà Harley tiếp theo. Những chiếc xe như thế này làm cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà cứ mỗi chiếc xe thì nó cho mỗi cái cảm xúc khác nhau. Đây chiếc xe Fatboy thì ghi hình cũng rất là nhiều rồi, Harley cũng rất là nhiều rồi, nhưng chiếc này cũng có những điểm khá là đặc biệt. Khá đặc biệt thì làm sao mình sẽ ghi và nói đến rõ chi tiết để quý khách hàng quan tâm thêm kỹ càng hơn, rồi có đáng xem thử có đáng để mình lựa chọn chiếc xe đúng ý mình hay không ha. Đây là xin giới thiệu đến mọi người, đây là chiếc Harley Davidson, chiếc Harley Davidson, chiếc Fatboy đời 2020. Hey, 2020 nha quý khách. Đây nhìn thử coi, chiếc xe qua sử dụng nè mà chưa hề rộng một cái gai gió nào hết luôn. Đó, từ trên xuống dưới cái gai gió còn nguyên. Nó đặc biệt là vậy, tại vì chiếc xe này được đúng một chủ đập thùng, rồi mang ra đăng ký xe, rồi về nhà đậu ở nhà trưng bày ngắm chơi thôi, không có đi đâu hết. Hôm nay từ cái xe từ đập thùng rồi đem về nhà rồi mình mua, mình gửi về ga rồi mình chạy về đây nữa, nó mới tăng km lên thôi. Thì chiếc xe hôm nay chỉ ô đô chỉ có 47 km mà thôi. Đây, nó đặc biệt là vậy. Đó, một chiếc xe qua sử dụng, liếc cho nó thấy rõ đó. Rồi 47 km này, tạm thời tắt lại. Mỗi chiếc xe cho mọi cái cảm xúc thích là vậy. Thường Moto Văn Nga bán là những chiếc xe xài lướt là nhiều, nhưng mà cái dạng mà mấy chục cây số với vài trăm cây số thì nó tương đối, nó cũng thị trường nó cũng không có nhiều, nó cũng rất là ít. Và chiếc này là thuộc dạng khá là đặc biệt, chỉ mua về ra đăng ký xe, anh chủ nó mua về rồi cho nhân viên đi đăng ký xe thôi, rồi về nhà đậu đó ảnh nhìn thôi chứ ảnh chưa có chạy một lần nào luôn. À, hôm nay ảnh đổi ra chơi siêu xe, nói chung ảnh cũng là người chơi siêu xe đấy. Cái rồi thôi ảnh nhường lại thôi, rồi mình mua mình vận chuyển về mình chạy về đây nữa là thành mới ra 47 km thôi, chứ anh chủ này chưa đi lần nào luôn. Chiếc xe đập thùng, chiếc xe đời 2020 đập thùng tháng 1 2021, đăng ký lần đầu tháng 1 2021, Odo nhắc lại lần nữa chỉ 47 cây thôi, 47 km thôi nha. Chiếc xe nó mới như xe mới tại hãng. Đây, bây giờ đó, nó mới len keng luôn. Rồi, cái tem này chưa có gỡ luôn. Đây, này mua ở bên 800 Nguyễn Văn Linh. Đó, ha, 800 Nguyễn Văn Linh. Mấy cái tem này cũng chưa gỡ ra. Chiếc xe qua sử dụng mà nó như vậy, 47 km. Mới từng chi tiết ha, xe mới trong hãng sau thì chiếc này y chang vậy. Đó, mỗi lần chị đây cái Fatboy thì đèn led ha, đèn led, đèn pha led, đèn mi led. Rồi, anh chủ trang bị thêm được hai thứ, một là chống đổ gắn thêm, chống đổ hãng, chống đổ này tương đương 18 triệu,
và cái bếp biển số bên hông thôi, còn ngoài ra là chiếc xe để zin hết. 2020 xe nhập Thái. Tại vì 2019 trở lên là xe nhập Thái rồi hả quý khách hả? Đó. Rồi, chi tiết chiếc xe mà nói tiếng mang qua xe qua sử dụng chứ. Đó. Đăng ký lần đầu tháng 1 2021. Đây. Đây có cái lưới bảo vệ khi mình đi mưa hoặc rửa xe ha. Đây dòng động cơ của Fatboy 2020 này là máy 114 cubic là 1868 cc ha. Này, nói chung dòng sách theo với rất ao hay là Fatbob hoặc là Heritage rồi đó là máy nó từ 2018 trở lên là máy dòng máy mới rồi. Là động cơ 114 cubic. Ê. Chiếc xe nó mới từng chi tiết nhỏ nhất luôn. Đó. Quý khách xem thấy chiếc xe thế nào? Quá là tuyệt vời đúng không? Xuống dưới đây cái bộ lốc cũng vậy. Tất cả mọi chi tiết ha. Di chuyển chậm chậm dừng. Đấy. Rồi. Rồi đây, tới mấy cái thanh này cũng vậy. Mới chi tiết luôn. Cái bánh trước và bánh sau, cái gai gió còn chưa rộng luôn nè. Đó. Chưa rộng luôn ha quý khách ha. À, anh em nhìn này thì biết rồi, chắc cũng không có... Nãy giờ cũng khen nhiều rồi, chắc không cần phải nói gì thêm nhiều về độ mới nữa đâu. Chắc cảm nhận hả? Xe biển số thủ đô Hà Nội. Xe biển số thủ đô mà được cái biển số đẹp luôn. 29A1 16163. Nó vừa gánh và vừa tiếng luôn. Toàn là cái gì ta, lọc tiền luôn, nhất lọc tiền luôn hả ta, nhất lọc tiền. Ừ. Rồi những anh em Hà Nội thì biển số này rất là dữ, rất là đẹp, còn nếu mà về tỉnh khác thì biển số này rút sẽ được bỏ đi ha, sẽ bị bỏ đi quý khách ha. Rồi phần trong này. Mới không gì chịu nổi luôn. Rồi đây là cái dây hỗ trợ để sạc phụ á, sạc qua đêm hoặc lâu lâu mình không đi á, có sạc nhỏ mình sạc vô ha, mua thêm cái đó sạc vô thôi. Rồi lên đằng trước luôn cái đây ha, tất cả bề mặt đây, chiếc xe cam kết không có một vết trầy dù là nhỏ nhất nha, không có một vết trầy dù là nhỏ nhất. Rồi đây cặp chìa khóa phụ còn nguyên ha. Đó, mấy mã vạch còn nguyên. Đời 2020, 2021, 2019 của dòng xe Thái thì cái này chỉ một remote thôi. Xin trùm lại.
trầm lại. Rất là dễ thương. Đứng đây để nói để tiết kiệm thời gian chứ nó mới quá cũng không cần phải coi nhiều. Rồi đây chiều cao yên của chiếc Fatboy này thì 675. Đó, nên những anh em thấp vẫn ngồi được ha. Đừng có thấp quá thôi chứ thấp 1m6 đồ vẫn dùng được đối với chiếc Fatboy này ha. Rồi, trọng lượng của chiếc Fatboy thì 315 kg. Rồi, động cơ thì 1868 cc 114 cubic ha, dòng máy này dòng máy mới rồi. Chiếc xe thì nó mới len can luôn. Nó mới thì để làm sao ta? Chắc cái xe mới ngoài hãng sao thì em nói là vậy đó. Nhưng mà đời 2021 thì đời 2022 thì cái mâm nó khác hơn so với đời 20 và 21 này một tí nha. Nhưng mà thì cái đời mới có những anh thích mâm vậy và những có anh thì không thích cái mâm vậy thì thích cái mâm đúc liền luôn. Có những anh thích mới thích mâm vậy thì tùy thôi. Nhưng mà từ bữa nay thì có test qua những anh em thường hay nói chuyện đó thì có những anh cũng thích cái dòng mâm nó đặc luôn như thế này. Nó giống mấy chiếc xe hơi mây bát hơn. Nó kiểu vậy đó. Nó nguyên một khối nó nhìn nó giống vậy đó. Rồi, mọi người sẽ quan tâm là cái giá nó là bao nhiêu. Thật sự ra mình cũng chia sẻ một tí. Giá xe mới hiện giờ Fatboy thì nó xoay quanh 900 triệu giá xe mới. Và chiếc này thì ngày xưa ra tên xong thì nó rơi vào 850 triệu, 840 đến 850 triệu. Và xe này được gắn cản thêm và bắt biển số thêm ha. Xe này có gắn cản và bắt biển số thêm thì nó đâu đó nó mình cứ tạm tính nó cỡ tầm 20 triệu nữa thôi thì nó cũng phải 860-870 triệu xong xuôi cái xe này. Đó là giá mới ha. Và xe này lăn bánh chỉ có 47 cây và chưa bảo dưỡng lần đầu lần nào hết. Xe này còn nguyên bảo hành tại hãng đầy đủ. Quý khách mua lần sau chiếc xe này thì về vẫn còn bảo hành đầy đủ ha. Rồi giá bán cho chiếc xe này cắt lỗ thì đâu đó nó cũng nhẹ thôi. Tại vì cái xe nó mới có mấy chục cây mà chủ chưa dùng luôn thì nó chỉ có mấy chục cây thôi thì thành ra cắt lỗ nó nhẹ hơn một tí so với những xe đi nhiều. Cắt lỗ nó nhiều hơn nha quý khách hả. Giá bán 775 triệu cho chiếc Fatboy này. Odo chỉ 47 cây thôi nha quý khách. 47 cây thôi. Giá bán 775 triệu cho chiếc Fatboy 2020 đăng ký lần đầu 2021. Theo thì mình tính thì đâu đó nó cắt lại mấy chục triệu cũng 7-80 triệu so với giá mua xe mới hồi đó hả. Còn nếu mà cầm chiếc xe này so với giá mới tại hãng thì chiếc này được nhẹ tiền hơn 100 triệu, hơn 100 triệu chứ không phải 100 triệu đâu ha. Nên anh em thì cứ quan tâm, quý khách hàng cứ nếu có quan tâm thật sự cứ so sánh thử coi thấy nó có hợp lý hay không. Nếu hợp lý thì mang nó về chơi ha. Giá bán 775 triệu. Những anh em Hà Nội thì đón chiếc này về sang tên giữ lại biển số này luôn là đúng đẹp luôn. 161-63 là đúng đẹp luôn. Còn những tỉnh khác thì mình hỗ trợ bao rút hồ sơ. Rồi giá bán 775 triệu. Rồi cái xe nó mới quá cũng không cần phải nói gì thêm. Chỉ nói đại khái chi tiết vậy cho mọi người xem ha. Rồi có trên góc màn hình có hai cái số điện thoại. Quý khách có quan tâm đưa bé về, đưa em nó về chơi thì có gì liên lạc mình 0933 891 954 và 0902 319 854. Địa chỉ mô tô Văn Nga là 335 An Dương Vương, Phượng Lạc, quận Bình Tân. 335 An Dương Vương, Phượng Lạc, quận Bình Tân ha. Rồi thì điểm qua một số xe còn luôn ha, để quý khách xem có lựa chọn ha.
chiếc Triumph Triple 1200 này, chiếc này thì nhận cọc rồi. Và còn chiếc CBR 1300R bản SB ha, chiếc này chưa nhận cọc, tại chiếc này tương đối lớn tiền nên thành ra nó chậm hơn một tí. Nhưng mà chiếc xe này có 400 cây số đời 2021 thì quá dữ rồi. Đây là chiếc VMAX 1007, Yamaha VMAX 1007 bản kỷ niệm 60 năm vẫn còn ha, những xe có clip ấy luôn. Rồi, đây là VTX 1003. VTX 1003 xe này còn luôn. Đây Fury độ vẫn còn ha, chưa nhận cọc và chưa bán luôn. Còn đây chiếc Tripop 2021. Chiếc BMW S1000XR, chiếc CB750, chiếc này chưa làm. Lúc trước làm cái clip lâu rồi, hôm nay chắc em hay lấy làm lại cái clip chi tiết những anh em hỏi ha. CB1003 còn luôn. Shadow 750 nhận cọc rồi. CB400 nhận cọc rồi. Có Rebel 250 màu đen đời 2009 ha. Chiếc này 235 triệu, chiếc xe đẹp lắm. Chiếc 48 màu đỏ đời 2019 còn. Street Bob còn, chưa nhận cọc, 2021 luôn nha. Iron 883 còn 2 chiếc, toàn là 2020, giá bán 325 triệu. Đây, chiếc này và chiếc trong đó. Rebel này có nhận cọc rồi. Slim có nhận cọc rồi. À đây, đây là chiếc Shadow Phantom phiên bản đặc biệt đời 2015, đăng ký lần đầu 2016. Chiếc xe này mới về, chưa được ghi hình nha. Chút xíu sẽ ghi hình cái xe này. À, anh em có quan tâm thật sự chiếc này thì liên hệ luôn nha. Đây Shadow Phantom phiên bản đặc biệt đời 2015. À. Rồi, chiều nay sẽ về 4-5 chiếc nữa. À, sẽ ngày mai sẽ ghi hình luôn. Rồi, một lần nữa Mô tô Văn Nga 79 rất là chân thành cảm ơn quý khách hàng, bạn bè, anh em đã quan tâm và lựa chọn Mô tô Văn Nga. À, nên mình rất là chân thành cảm ơn mọi người. À, xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe. À, xin chào mọi người.